Nước này cạn không anh Hưng? Cạn đó. À, ở dưới này mấy có gông hả? Gông. Cái này là gông đúng không? Gông. Ra. Mà sao toàn cá rô phi không có cá đói ha? À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp và anh Hưng đang có mặt trên một cái chiếc xuồng rất là nhỏ luôn. Và đây là một cái đìa vuông này cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay á, anh Hưng muốn cho Bùi Hồ cũng như là Đạt Đồng Tháp trải nghiệm một cái cảnh ở miền sông nước tại đất mũi Cà Mau. Anh Hưng á, thì cũng muốn tự tay mình bắt những cái con cá để mà đãi cho cha mình, đó là đặc sản Cà Mau. Thì hồi sáng này á, anh Hưng anh có đi ngang chợ anh mua được một cái tay lưới 80.000. Anh nói đủ có cá gì thì ăn cá đó, nhưng cái này là tấm lòng của anh Hưng ha. Dạ. Dạ. Thì đây đó sao anh Hưng? Đó, qua cái đập đó là tới. Và tới cô bác anh chị, mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Hưng đi đuổi cá ha. Nước này cạn không anh Hưng? Cạn đó. À, ở dưới này mấy có gông hả? Gông. Cái này là gông đúng không? Gông. Ừ, ủa sao gông này ngộ ta? À. Ê, mình dính xuồng qua đập hả anh Hưng? Ờ, kéo xuồng qua đập. Ồ, cái này là cây nước đó. Cây nước. Cây nước này lúc mà cái rễ nó non á là nó mềm lắm, nhưng mà nó đã khi nó đâm đất là cứng lắm đúng không? Dạ. Em biết mà. Ây da. Đây mình chặt con mắt á. Thì tới đây mình cũng phải kéo chiếc xuồng qua cái đập nhỏ này mới qua cái mương bên đây. Là văng bên mương này hả anh Hưng? Ờ, văng bên mương đó. Này mình văng trên xuồng hay lậu chứ? Ngồi. Mình ngồi ở trên xuồng chứ. Chiếc xuồng này anh mua nhiêu triệu ạ? Xuồng này của cậu Chính, mua 2 triệu ạ. À, Đạt đi trước hay Hồ đi trước? Đi trước đi. Nó lắc lư lắm. Nó lắc lư ghê lắm mọi người. Cô bác kinh chị. Ôi trời ơi. Cái xuồng này nó lắc hơn cái xuồng gỗ nhiều lắm. Giảm miếng mốt lên. Không sao, không sao. Xuồng này nó hơi... Giảm ký ngầu này đi. Mình Bùi Hồ ngồi này đẳng muốn hút cái mũi luôn rồi. Chơi bơi không có bánh lái luôn nha. Cái này là cây năng đúng không anh? Đây là năng tượng. Này năng tượng ăn được không? Được, mà ngó tháng này nó già hết rồi. Nó già. Nhưng mà nó đang rụi đúng không? Dạ. Đang rụi. Ừ. Năng tượng này làm gì ăn ngon? Mương này là cá nuôi hay là cá tự nhiên anh Hưng? Tự nhiên không à? Không phải là cái mương mà là cái vuông. Ở miền Tây, ở Cà Mau thì người ta gọi là vuông. Tôm thì người ta sẽ tự thả xuống này nè Đạt. Rồi sau này do thủy triều dâng lên hạ xuống có những cái tảo á, hoặc là những cái phù du á, những cái thì nó ăn cái đó đó. Nên dân Cà Mau là giàu là gì á? Thả con tôm giống thôi anh Hưng ha. À. Là tự động có luôn đúng không? Tự động nó lớn lên đó. Không cần cho ăn gì hết. Không. Nó chỉ tốn kinh phí là nuôi con giống ban đầu thôi. À. Nhưng mà vuông này là của người ta hả vậy? Của cậu Chính. Của cậu Chính hả? À. Chứ... mấy con cá nhóc nữa kìa. À. Ra vuông ngoài thì xa quá. Cục gì nó tròn tròn. Ở cái tròn tròn là cục gì anh Hưng? Trứng nước. À, trứng nước cho cá ăn đúng không? À. Nó như cái rau câu vậy đó. À, vớt lên được không? Được. Ủa nuôi con gì lạ lạ chứ. Về Cà Mau ra vuông là số 1 cô bác quý anh chị. Ở một số vùng như là ở một số huyện của Cà Mau như là Ngọc Hiển á thì người ta sẽ trồng nhiều cái cây nước này. Người ta sẽ trồng giữa cái vuông luôn để cho có cái nơi để cho mấy con cua hoặc con tôm á nó trú vô. Còn anh Hưng anh nói là người ta một số người ta lại không thích trồng mấy cây nước này. Ừ, cái bằng đó. Trái bần. Cái đó là trái bần thì sẽ nấu với canh chua. Canh chua trái bần là nấu hết sảy luôn á. Còn trái giác thì sẽ kho me, kho cá. Trái giác đây ngoài này ít thấy rồi, ở trong kia. Vậy là bà Tư bà thường gọi ra đây không anh?
Lộ ra lúc ngoài kia nữa. Lộ bộ ha? Đó, tới chỗ cục lùm ngoài luôn á. Đi bộ hay gì? Đi bộ. Trời. Vuông ngoài kia là của bà Tư nha. À. Đâu, nước nó yên cảnh quá, không thấy cá quận gì ta. Nắng này nó vô trong năng đó chứ. Phải mình đuổi cá, đặt à. Hiểu cái từ đuổi cá không? Cái dầm nó sâu dữ anh ơi. Đuổi cá là anh Hưng phải lội dưới á. Rồi anh Hưng phải phát nước đúng không? À. Em tại vì ngày xưa em có đi Ngọc Hiển á, ở ngay tại đất mũi á. Ngay tại cái nhà cuối cùng của Việt Nam, bản đồ Việt Nam luôn á. Nhúng nước chi anh? Cho nó ướt lưới nó dễ bung. Cái này là khai trương lưới mới luôn nha. À, khai trương này mà nếu mà dính cá nhiều là để tới anh Hưng dính dân cá dính nhiều. Còn ít là để tới là khai trương dân ít. Ở này mình bơi xuồng mình thả cũng được mà anh Hưng. Được. Nhưng mà xuống dưới mình phải lội để mình đuổi mấy cá chứ. Ơi, máng tướng chưa? Lưới ba màng. Ba màng. Đặc biệt lưới ba màng luôn trời. Nói về lưới thì gành. Phải không đó? Văn được không? Được rồi. Hồi xưa mình đi văn lưới thời mà cái đồng mà còn xả nước á, văn lưới bán mà. Vậy hả? Đây đi. Đây, em bơi chạy. Ăn năng này là ăn cái ngó này nè. À. Người ta gọi là ăn năng đó đúng không? Ừ. Đâu cái ngó đâu rồi? Đó, dịp này. Mà năng ngắn nãy dạ hết rồi. Anh nào đó giờ có ăn năng lần nào không? Có nhỏ nhỏ ra bức ăn hoài à. Ý em nói ăn năng hối hận á. Ăn cũng sắn à. Rồi nó thả đi. Ngồi. Vô trong kẹt luôn. Nè mình đưa bọc qua đâu. Đi xéo qua bản luôn. Dính chưa? Dính vậy? Thường đâu dính cá chứ. Dính cái đuôi. Chơi nguyên một vòng ngồi vòng luôn hả anh? Ừ. Ủa cái cảnh đẹp ghê trời. Thông tin với cô bác của anh chị là cái cảnh đẹp mà nó mát lắm nha. Anh Hưng có một cái khu vườn mà giấu em trời. Hết lưới mình băng ngang mà đắng luôn anh Hưng. Khu này thôi. Dạo mét mấy. Dạo là gì đặng? Dạo là gì á đặng? Dạo chiều dài á. Chiều cao. Ờ, kêu chiều cao đi, kêu dạo chi vậy? Làm ta ai hiểu. Đang đó giờ có lặn biển Cà Mau chưa? Có lội biển chưa? Lội vuông chưa? Thì xuống lội đi. Mình thấy năng nó ngứa hơn biết nữa. Không. Cũng ngứa lắm á. Không quen ngứa. Ừ. Rồi, lần kia lên gò luôn đi. Mình thả xong đi cái mình bơi ra đẳng mình. Mình bơi ra đẳng mình hạ nó xuống ngay cái góc đó là cái góc coi dính cá đó. Và cá nó lủi vô đó cánh phun ra đó. Ở đây cá đối nhiều không anh? Cá đối cũng nhiều lắm mà trời nắng này nó chốt chứ. Dạ hả? Mình có cặn nấm gì mình gãi chứ nó súm lại dữ lắm anh Hưng. À. Nãy mình kiếm cái cây ra mình cắm ha. Sao anh không dân lưới kiếm tiền cứ vợ mà anh đi làm hồ anh hơn? Lưới cá đâu có nhiêu đâu. Dạ hả? À. Ngày bán được cũng được 200 chứ. À, anh vừa dân nè, anh đặt 100 cái đú. 100 cái đú một ngày là ông đổ. Anh đổ không lẽ không được 2 kg tôm anh không? Anh Hưng nói chắc không được đâu. Tôm nó cũng tùy theo con nước nó chạy nữa. Lớn thì anh bữa cỡ 5 tay gì nè. Con nhỏ này cũng đâu có nhiều đâu. Chân vừa 2-3 quận là nó hết dính rồi. Phao chìm luôn hết giờ. Còn cái văn lưới này anh biết lâu chưa? Lâu rồi. Dạ hả? Lưới mình anh Hưng cũng bữa tự. Hồi đó là 2 tuổi là ông Tư. Cá nó đông kìa. Cá nó đông kìa. Nó đầm lẹt luôn kìa. Cá dính nữa không? Nó dính con chỗ đó là dân cá rồi bạn. Hồi đó nghe nói 2 tuổi là ông Tư, ông chỉ anh văn lưới mà đúng không? Dạ. Thì không trời mà dạ không trời.
cho nó sát đất. Đây có tài lưới cũ nữa kìa. Ngoài đây có đặt cái đú nào không? Mình thăm đú luôn anh Hân. Không có, cuốn rồi đó. Cuốn đuôi lên. Nè đú nè, đú của bà Sáu nè đúng không? À. Cá tung lần đó là đó, chút mình vô trong đó mình đuổi hay sao? Ừ, vô trong đó đuổi. Anh Hân, đọc số điện thoại lên để tìm vợ đi anh Hân. Không chín tám sáu. 356 351 429 đó là số điện thoại của anh Hân cô bác quý anh chị. Vĩnh đâu, Vĩnh đâu? Đây. Mự trời. À, mở thả xuống ngồi hả không? Này chiều nay đãi cha đãi cá rô phi hả? Cá rô phi là món gì ngon nhất anh Hân? Món cũng kho chiên được. Chiên xù xích cà chua ha. Ừ. Tạng. Mự trời. Đứng đứng ba màn khó gỡ dữ à. Tùng bực bực ha. Ừ. Bị tùng bực bực. Xong cá rô phi này là cá tự nhiên mà đúng không? Cá tự nhiên à. Rô phi nó tự nhiên nó có. Cá rô phi đâu cũng có hết rồi anh ta. Cá này là không thả. Ủa cá rô phi sống nước mặn được hả ta? Được. Nó mặn ngọt thì nó sống cũng được chứ. Nước mặn nước ngọt nó sống cũng được hết hả? Ừ. Ờ, đâu 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 khoan. Ô mự trời. Cá trình dinh á, nó cá trình dinh rồi nó sống nước nó tự có mà. Rồi. Lưới này nằm trên gông luôn, nó nằm trên gông luôn. Ở này mình giặt xuống dưới gông là còn giữ cá, mình dính mình giữ nữa đó. Bây giờ bơi vào ngoài đây nha, bơi vào ngoài đây mình đuổi đuổi giờ vô thì nó từ ngoài kia nó chạy vô đây thì dính lớn hết trơn à, không đường nào nó thoát hết trơn. Dính không? Chưa, trên đây đâu có lưới đâu chị. Ủa, giờ bơi đi đâu vậy? Bơi lên đây đuổi xuống. À, anh nhảy xuống sông hả? À. Nhảy xuống vuông đúng không? Nhảy xuống vuông. Ờ. Anh tôi thác. Mát thì nó không à. À. Cái gì anh? Hả? Cái gì hả? Cái gì anh? 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 Cái gì bên cái xuồng này nó lắc lắm. Anh Hưng mà nữa đi đuổi cá kiểu này chắc là sợ ma chết luôn á trời. Làm gì đó quậy chứ đuổi gì. Ồ dính rồi kìa đúng không? Dính chưa? Rừng nào thoát. Ồ gỡ kìa, đạt nó gỡ không? Xưa dân cá bán mà. Vậy hả? Hồi xưa dân cá lồng tông hay cái gì? Cá gì cũng bắt. Trời nắng là có dính luôn. Đó, có dính nhiều lắm anh. Tung đây cũng nãy giờ nè. Có dính. Tung đây cũng được lắm.
Có không nè? Xa nữa, quá đó đâu. Đâu đâu đưa lên cho cô bác anh chị xem ơi. Đâu đâu, dở lên rồi. Cái goby này nó đẻ nhanh lắm, đúng không? Ở cái đó giống cá go biển vậy. Cái này cá nhỏ hơn cá của anh Hưng nữa này. Đâu đâu đưa lên này, đưa lên này. Rồi. Dính đựng con. Ô, ở đây hai con luôn. Trời. Nắng quá nó trốn mất tiền. Mệt quá anh Hưng. Dính hai con vui ha. Một con. Con cá đầu tiên nãy tập vô bành kia. Thì nó khôn lắm. Nắng này nó trốn vô trong nắng mình thôi. Mát nó mới đi ăn đúng không? Mát nó mới ra. Rồi lát mình văng cái mình ấy lên liền hả? Có không anh, đằng đó có không? Nó qua bên kia mình đuổi nó chạy qua đây lại. Bự không? Cá này mình làm gì ăn? Anh Hưng. Cá này khó chiến gì cũng được. Ồ, ồ, đâu 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 Nâng, đưa lên ba con. Con luôn. Nhiều lắm. Mấy con? Con bên kia nó dài dài ra đắng nhiều lắm. Vậy hả? Xin xin đây Đặng ơi, đặt cho hồ lại nữa hay. Thôi ngồi đó đi. Cho lại Nâng, cho quay cho cô bác quý anh chị thấy. Lại đây chìm. Có nghĩa là xích cái đầu của Đạt tới á. Từ từ gỡ anh Nâng, từ gỡ anh Nâng ơi, để cho cô bác quý anh chị thấy anh cách anh bắt cá anh cứ vợ rồi, lấy tiền cứ vợ rồi. Ồ rồi, được rồi. Con cá này là bự chưa? Còn nữa, 3-4 con ký lận. Vậy hả? Cái này nó nhỏ rồi. Em dở lắm, em văng ít dính lắm. Bắt cá không được. Ăn được không? Ăn thì được. Nãy giờ. Trồng cả ký rồi. Mình đuổi. Nhiều ha. Mình đuổi trong đây, mình đuổi ra bên đây, mình đuổi ra nữa nè. Ủa sao con cá này cái vảy nó màu cái dây nó màu đỏ vậy ta? Cá đó con cá đực. Cá đực. Cá đực hả? Ờ, mới biết luôn. Tưởng lưới 4-5 ký không đó. Vậy hả? Tay mô quá hả? Tay một á. Tại vì nắng chút mình đảo vòng vòng là nó còn dính nữa. Bây giờ nắng quá là ém hết. Rồi phía bà nó đi nào là dính. 4-5 ký rồi làm gì ăn cho hết? Thì vô làm khô rồi để bỏ tủ lạnh ăn mấy ngày vậy đó. À, úp muối làm phơi khô rồi ha. Bên con nữa này ha. À. Máy nằm trong nhánh cây rồi. Cô bác của anh chị thấy đạt không? Cảm giác về Cà Mau bắt cá sao đà? Vui không? Cô bác anh quý anh chị nào mà có muốn về Cà Mau á, liên hệ với Bùi Hồ để đặt một cái tour văn cá của anh Hưng.
Rồi tắn tắn nó sáng đi á, mình vô đem đuổi ra nè. Trời, đằng này có dính không? Không. Ồ, sình nó lúng vậy đó hả? Ừ, sình nó lúng chứ nó chả nhát hả? Rồi, về ra, ra ngoài đó đi, lên kinh trên đó đi. Chi? Trên này đổ xuống. À. Ui, trời, trời. Từ từ Đạt ơi, nguy hiểm lắm. Tạo ra lưới cho nó chống. Đừng ở đó đó. Đuổi cá kiểu này mà ban đêm chắc sợ ma chết luôn á. Cây này, cái năng này nó có những cái bông hay gì tao? Cái lá này nó qua đợt nó dở thôi. Cái lá hay cái bông? Cá này ở ngoài chợ tao bán nhiêu ký anh Hưng? Cũng 30 ngàn. 30 ngàn hả? Ủa, ngày anh đuổi 5 ký là thấy đường 150 khỏi đi làm hồ chứ. Anh Hưng? Hả? Ngày đuổi được 5 ký là khỏi đi làm hồ. Đuổi vậy chứ cũng mệt lắm á Đạt. Với lại đất sình nó lúng á. Ây, đừng lắc, đừng lắc, nguy hiểm lắm. Rồi cuốn đi. Xong này là cuốn luôn được chưa? Đỡ ngoài ông Tư, ông mấp, ông làm gì nữa con gì? Nãy chiếc này nữa là cỡ 2 ký á. Nhiều quá ăn cũng hết, để nuôi cho nó lớn đi. Ồ, đằng này nè, đằng này nè. Tôi thường đi bắt cá. Rồi, có trứng rồi. Đâu? Đẻ. Ôi, nó ói trứng rồi, nó ói trứng rồi. Đâu, 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 quay cái cảnh con cá ói trứng rồi. Nó đang đẻ, hết rồi. Thôi, ói trứng để cho nó đẻ hết đi, để cho đẻ dục nó đi. Tha nó đi anh, để cho nó đẻ mấy con khác ra. Đừng bắt nó nha. Cho, đừng cho nó bị thương. Mình ăn mình phải dưỡng chứ, mai mốt mới còn cá ăn chứ. Cá này nó cũng nổ mắt cũng chết. Nổ mắt hả? Nước mặn quá nổ, nó bị ghẻ. Kệ nó nhưng mà nó còn con nó chứ. Thì lỡ nó muốn chết rồi đó. Mới mốt lỡ chết. Sao anh biết? Cá phi dùng nó vậy đó. Nó bị ghẻ rồi, nó mau chết lắm. Chết nó mau muốn hành nữa. Ta mới bị thương thôi anh nói tao chết rồi. Nhiều lắm á. Bán lấy tiền mua gạo là cũng ngon chứ anh Hưng. Vòng vòng đây người ta cũng mua nhóc nhưng mà tại vuông của cậu vuông nhà đâu có cá đâu, ăn đuổi cũng làm khô rồi nó chín làm khô đó này kia, không bữa nào kẹt kẹt thì mình đuổi vậy nó xin ăn vậy đó. Nhân cơ bán thì phải đi dân thiên nhiên, hiểu không? Nhưng có vuông bự như vậy đây thì mình dân bán được. Ừ. Nhà thì mình dễ. Chín thôi anh. Đâu? Cái con đầu tiên là nó bự nhất luôn á. Cái con nào mà nó chừng 3 ký á, mình ăn nó mới ngon. Nó phải đi nữa. Ủa sao anh không cuốn lưới luôn đi? Cuốn luôn đi. Bao nhiêu được rồi, đừng chăng nhiều quá. Biết bơi không Đạt, lũi vô bụi lát luôn rồi, bụi năng luôn rồi. Từ từ Đạt ơi. Mình phải tự cân đối chiếc xuồng của mình chứ.
Ủa cây này cái gì anh Hưng? Anh Hưng ơi, cây này cái gì ạ? Cây muối hả? Cái muối là cái gì ta? Đạt này nè, đạt này nó bơi tàu lao lắm cô bác anh chị. Ủa đây không dính nữa hả? Kìa đựng con kìa. Có gì? Neo như mình văng vậy đó, mình đi vô hồi mình đi ra thăm á. À để lâu. Ừ, để lâu á. Để neo mình dắt. Ừ. Là phải qua đêm nữa. Không chừng tới chiều á. Đây tới chiều. Để qua đêm cua kẹt cá. Qua đêm mua cá gặp lưới. Dạ. Yeah. Cá nó chia chết nữa. À qua đêm thì mấy con cua biển nó kẹp ha. Qua cua biển thả đó. À thả cua dưới đây nhiều không? Thả nhiều, 2.000 hay mấy. Lớn đây thì 2.000. Rồi sao mình bắt được nó ta? Đặt lú. Đặt lú đó. Mò dính không? Mò thì cũng dính mà nó kẹp. À. Anh biết mò không? Biết, kẹp hơi đau thôi. Đâu mò thử rồi. Thôi. Kẹp nữa. Cậy nó có làm sao đâu chứ cô bác của anh chị coi mà. Kẹp thì cô bác của anh chị mua thuốc cho uống. Vuông có cua nhiều rồi, vuông cái đít này mò cũng chậm. Nhưng mà ông chính ông có đặt lú không? Ừ. Có đặt cái đó mà cuốn rồi, không ngay nước cuốn rồi. Đó, cá bự ra. Mà sao toàn cá rô phi không có cá đói hả? Cá đói hiếm không? Đầu lưới cuối lưới dính à. Đầu lưới cuối lưới dính cá bự á. Ờ. À. Má thả xuống cũng dính cá bự mà giờ cái này cuối lưới dính cá bự luôn. Thôi vậy này chắc có lẽ là xong cuốn lưới rồi vô. Còn đằng kia có dính không anh? Đó rồi, ở đây hết lưới rồi. À, không, đằng đầu kia nghỉ dính nữa đúng không? Nghỉ, cuốn phải thằng hôm nay cũng làm một đoạn video clip. Rồi, đây là cái con cá, gọi là cái con cá cuối cùng trong cái mẻ lưới hôm nay. Đúng không? Nhưng mà cũng vui là dính cá bự. Dở hết cá này là coi như là kết thúc đoạn clip. Chúc cô bác quý anh chị xem clip vui. Đây là món quà này anh sẽ chia tự tay chiên luôn chứ, tự tay bắt tự tay chiên luôn nhá. Được không? Được. Biết chiên không trời? Biết. Biết không? Biết. Cá này chiên xù nó ngon lắm nha. Ừ, chiên xù cũng được. Chiên xù có mặn bụng không? Có chứ. Thấy vậy chứ mổ bụng ra gâm không à, nó ăn bả gâm đó đó. Ừ. Chiên vậy á là nó mới giòn cá, còn mà ra chiên nó không có giòn. Ừ. Ôi sao nó nằm kiểu gì vậy? Nằm kiểu mắc lưới. Tại ba màng nó chung vô màng á. Xong chưa? Xong rồi, lưới mới này gỡ kỹ kỹ. Chứ không mất lưới. Sợ hư hả? Này lưới ba màng không biết gỡ là cũng khó gỡ đúng không anh? À, đúng rồi. Một tay lưới gì tuổi thọ nó được bao lâu? Ăn mình kỹ à. Ừ. Kỹ mình văng rồi. Mình văng như mình kỹ mình cho nó vô mát rồi đó. Ừ. Cũng xài cũng có 5 năm ngoài được. Ghê vậy? Ừ. Vậy đó vô mình giặt như vũ cho sạch rồi giặt nước ngọt lại cái mình bỏ vô trong mát. Ủa để nước mặn nó mục lưới hả? Để nước mặn thì mục. À, cũng hay ha. Thôi buổi hồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Cô bác quý anh chị nào mà có biết bạn nào mà còn độc thân mà hay là như thế nào lỗi thời gì có thể làm mai cho anh Sầm Hưng để anh có một cái động lực. Anh Hưng à, động lực cưới vợ.